Ngày 7 tháng 10, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang giữ đối tượng người dùng Ngọ Văn Cường 34 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang, trú tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành động cướp gia sản. Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 29 tháng 9, Cường thủ dao đi tới trụ cây ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Vietcombank, nằm ở đường số 10, khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, chị Đờ Thờ Tờ Mờ 18 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú tỉnh Bình Dương, đi ăn đô trụ S để rút tiền thì Cường giả vờ như khách chờ rút tiền tiếp cận. Khi chị Mờ tiến hành thao tác rút 2,5 triệu đồng từ máy ra ăn chờ nhận thì Cường rút dao kề ăn đô bụng chị. Cô gái 18 tuổi hoảng loạn ngăn Cường lấy 2,5 triệu đồng máy S nhả ra rồi tẩu thoát. Chị Mờ tới trụ sở công an trình báo. Công an đã lấy lời khai khám nghiệm hiện trường, điều tra định vị Cường là kẻ gây án nên truy bắt. Mới đây, công an bắt gặp Cường nên bắt giữ mang đến trụ sở. Công an thu giữ con dao dài khoảng 20cm ăn 3,5 triệu đồng. Vụ án đang liên tục điều tra.